Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế Giới được phát sóng trên kênh Little Saigon News. Trước khi đi vào bản tin, chúng tôi mời quý vị khán giả đang xem tin trên đài Little Sài Gòn vui lòng nhấn thích video nếu quý vị cảm thấy bản tin hữu ích và hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video này cho nhiều người được biết. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ. Sau đây là nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Mỹ tiếp tục bác yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông Nga có thể đưa quân vào Venezuela và Cuba nếu căng thẳng với Mỹ tiếp tục. Phe Nhan Trạch Dân dùng Nga để hạ uy tín ông Tập. Thảm cảnh bi phía sau những màn phóng tên lửa của Triều Tiên. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Quý vị thân mến, hôm ngày 12 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo Limits Industries giới hạn trên các vùng biển bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, báo cáo phủ định cái gọi là các quyền lịch sử và chủ quyền của Trung Quốc với hơn 100 thực thể ở vùng biển này. Dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở The Hague, Hà Lan năm 2016 trong vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông phá hoại nghiêm trọng nguyên tắc của luật biển. Bắc Kinh tuyên bố rằng họ có quyền lịch sử với hơn 80% diện tích biển Đông, phần diện tích này được bao trong một đường chính đoạn do họ tự vẽ ra. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ viết rằng không có điều khoản nào của UNCLOS có thuật ngữ quyền lịch sử cũng như không có cách hiểu được thống nhất về thuật ngữ này trong luật pháp quốc tế. Báo cáo nói rằng bất kỳ yêu sách nào đối với các quyền như vậy sẽ cần phải tuân theo các quy định của UNCLOS bao gồm cả đối với các khu vực vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa và vùng biển. Bên cạnh đó, báo cáo cũng bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của chính quyền Trung Quốc đối với hơn 100 thực thể ở Biển Đông là bãi đá chìm dưới mặt nước khi thủy triều dân. Báo cáo chỉ ra rằng tình trạng pháp lý của bất kỳ thực thể địa lý nào phải được xác định dựa trên trạng thái tự nhiên của nó, chứ không phải là thông qua việc nạo viết xây dựng đảo nhân tạo như Trung Quốc đã làm ở quần đảo Trường Sa trong thời gian qua. Báo cáo khẳng định việc cải tạo đất hoặc tiến hành các hoạt động nhân tạo khác làm thay đổi trạng thái tự nhiên của thực thể khi thủy triều lên xuống không thể biến thực thể đó thành đảo. Vào tháng 7 năm ngoái, chính quyền Biden đã tán thành quyết định của chính quyền tiền nhiệm rằng các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông là trái với luật pháp quốc tế. Chính quyền ông Biden tuyên bố sẽ dùng biện pháp quân sự nếu Trung Quốc tấn công bất kỳ tàu hoặc máy bay nào của Philippines trong khu vực biển tranh chấp ở Biển Đông. Chuyển sang một bản tin khác. Nga có thể đưa quân vào Venezuela và Cuba nếu căng thẳng với Mỹ tiếp tục. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người đứng đầu cuộc đàm phán với quan chức Mỹ ngày 10 tháng 1 tại Geneva, cho biết ông không thể xác nhận hoặc loại trừ khả năng đồn trú của quân đội Nga trong biên giới của Cuba và Venezuela nếu tình trạng căng thẳng với Mỹ về vấn đề Ukraine vẫn tiếp diễn. Tuyên bố của ông Trump đã gia tăng áp lực lên tình trạng căng thẳng hiện có với phương Tây về sự hiện diện của quân đội Nga gần biên giới Ukraine và đã thúc đẩy một cuộc họp quan trọng với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vào ngày 12 tháng 1 tại Vienna. Chính quyền Putin đã yêu cầu ngừng mở rộng NATO, điều Mỹ và các đồng minh phương Tây bác bỏ lập tức. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Trump nói. Tất cả điều này phụ thuộc vào hành động của các đối tác Mỹ của chúng ta. Ông cũng nhắc đến cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẵn sàng thực hiện các biện pháp chống trả nếu Mỹ thách thức Kremlin và gia tăng áp lực quân sự. Ngày nay, việc nhà độc tài Nicolas Maduro của Venezuela vẫn tiếp tục cai trị một phần là nhờ mối quan hệ liên minh chiến lược với chính quyền của Putin. Nga cũng đóng vai trò người cho vay và cung cấp vật tư quân sự cho chế độ Maduro. Ngoài Venezuela, Nga vẫn là một trong những người ủng hộ Cuba nhiệt tình nhất. Hai nước cam kết mở rộng cái họ gọi là các quan hệ chiến lược sau cuộc đàm phán tại đảo quốc hồi năm 2018. Sau đó, vào tháng 10 năm 2021, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Thương mại và Đầu tư nước ngoài Ana Teresita Gonzalez cho biết hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để làm sâu sắc thêm quan hệ kinh tế của họ. Về mặt chính trị, Cuba đóng vai trò nồng cốt giữa Mỹ và Nga trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba trong những năm 1960, khi tên lửa của Liên Xô tới Cuba và Mỹ đáp trả bằng cách áp đặt một cuộc phóng hỏa hàng hải. Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và lãnh tụ Soviet Nikita Khrushchev đã đi tới một thỏa thuận là Moscow gỡ bỏ vũ khí đổi lấy việc Washington cam kết không xâm lược Cuba và đồng thời gỡ bỏ tên lửa của họ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 12 năm 2021, ông Raabkov so sánh trực tiếp tình trạng căng thẳng gần đây về vấn đề Ukraine với vụ khủng hoảng tên lửa Cuba. Nếu Nga quyết định đưa quân vào Cuba hoặc Venezuela, đó sẽ là sự hiện diện quân sự quan trọng đầu tiên của họ ở Tây Bán Cầu kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh. Chuyển sang một bản tin khác. Phe gian trạch dân dùng Nga để hạ uy tín ông Tập thưa quý vị theo One ngày 12 trang Tuway của phe Giang trạch dân và tăng Khánh Hồng đã xuất bản một bài viết được xem là một phần nữa sử dụng bàn tay của nga để tấn công đương kim tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc tập cận bình bài viết của Tuway có tựa đề truyền thông nga lực lượng của bảo vệ lợi ích của trung quốc ở kazakhstan bắc kinh chỉ nói mà không làm gì bài viết trích dẫn một báo cáo vào ngày 11 tháng 1 từ kênh độc lập của Nga đưa ra ba thông tin được xem là bất lợi cho phe cánh tả Tập Cận Bình. Thứ nhất, trong sự cố ở Kazakhstan, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với nước này chỉ giới hạn ở lời nói, còn hành động của Nga đã chứng tỏ mình là một đồng minh thực sự của chính phủ Kazakhstan. Điều này có nghĩa là Moscow có trong tay ác chủ bài. Có thể nói, Nga là người bảo vệ cho vốn đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực năng lượng và tư nhân ở Kazakhstan. Thứ hai, trong thập niên qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào Trung Á, chủ yếu là vào dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Tuy nhiên, ít nhất là hiện tại, Trung Quốc không thể giúp đỡ các chính phủ đồng minh trong khu vực bằng quân lực khi họ gặp khủng hoảng. Bình lính Trung Quốc không nói thứ ngôn ngữ mà người dân địa phương có thể hiểu được như quân đội Nga. Vì vậy, lực lượng quân sự của Nga thực chất đã giúp bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước Trung Quốc. Thứ ba, Alexander Lukin, giám đốc Viện quan hệ quốc tế Moscow cho rằng vị trí của Nga và Trung Quốc ở Kazakhstan không hoàn toàn giống nhau. Nga được chính phủ Kazakhstan coi là đồng minh, trong khi đó chỉ coi chính phủ Trung Quốc là đối tác. Khi bạo loạn nổ ra, chỉ có Nga và các đồng minh đưa quân tới giúp chính phủ Kazakhstan, còn các nước khác, bao gồm cả Trung Quốc, chỉ đưa ra tuyên bố và không có sự giúp đỡ thực sự nào. Nhận xét của Nga dễ khiến người Trung Quốc nhìn nhận rằng chính phủ Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình không gây được ảnh hưởng gì, ngay cả với các nước kề cận và quan trọng hơn là Cộng sản Trung Quốc dưới thời ông Tập không vượt qua nổi cái bóng của Nga. Apollo One bình luận rằng, hành động của phe gian trịch dân đã tác vào mặt Tập Cận Bình theo một cách khách quan, nghĩa là dùng lời của Nga chứ không tự nói ra nhận xét của mình rằng Trung Quốc dưới thời ông Tập chỉ biết nói chứ không thể hành động. Kết luận ngầm của phe Giang được củng cố khi chỉ vài ngày trước, Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa đăng một thông điệp ở vị trí nổi bật trên trang nhất, nói rằng ông Tập Cận Bình đã gửi một tin nhắn tới Tổng thống Kazakhstan. Tin nhắn của ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ luôn ở bên Kazakhstan trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời ông Tập đã không có hành động gì cụ thể để giúp đồng minh. Chuyển sang một bản tin khác. Thảm cảnh bi đát phía sau những màn phóng tên lửa của Triều Tiên Thưa quý vị, trong tháng 1 năm 2022, Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa đạn đạo. Có lẽ đây là đất nước đang khoe mẻ tên lửa và vũ khí hạt nhân nhất trên thế giới. Tuy nhiên, phía sau sự hung hăng này là một thảm cảnh mà chính quyền Triều Tiên luôn muốn che giấu. Chưa đến 14 ngày đã phóng hai tên lửa đầu đạn. Theo thống kê từ các kênh truyền thông thế giới, thì trong năm 2021, Triều Tiên đã phóng ít nhất 7 tên lửa đạn đạo. Những lần phóng này thường đi kèm với bối cảnh Triều Tiên không hài lòng hoặc đáp trả lại những chính sách từ các quốc gia khác. Hành động hung hăng này của Bắc Hàn không khiến ngoại giới phải lo ngại. Gần đây nhất, Triều Tiên đã liên tục phóng hai tên lửa mang đầu đạn. Cụ thể, tờ Deepak Times dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một tên lửa đạn đạo có thể đã được bắn từ phía Triều Tiên vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2021. Theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, thì Triều Tiên tiếp tục tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào ngày 11 tháng 1 năm 2021. Như thế đây là vụ phóng tên lửa lần thứ hai trong chưa đầy một tuần của nước này. Chính quyền Triều Tiên vẫn cố chấp thị uy với thế giới bằng những màn phóng tên lửa đạn đạo xa xỉ này, trong khi binh lính và người dân đang phải vật lộn với cái ăn từng bữa một. Cụ thể, ngày 6 tháng 8 năm 2021, hãng tin Nikkei Asia của Nhật Bản cho biết họ đã thu được một bản dự thảo báo cáo từ Liên Hợp Quốc cho thấy Bình Nhưỡng vẫn đang tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo dù cho nền kinh tế quốc gia đang đi xuống vì đại dịch Covid-19 và người dân nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn lương thực trầm trọng hơn bao giờ hết. Binh lính gầy còm, suy dinh dưỡng không có sức chiến đấu. Do bị cô lập và đàn áp nghiêm ngặt, Triều Tiên là nạn nhân mãn tính của nạn đói và suy dinh dưỡng, ngay cả những người lính cũng không thể đảm bảo khẩu phần ăn của họ, đặc biệt trong hoàn cảnh lũ lụt nghiêm trọng ảnh hưởng tới nông nghiệp, dịch tả lợn châu Phi và đại dịch Covid-19 tấn công đất nước trong những tháng và năm gần đây. Theo một nguồn tin từ Triều Tiên chia sẻ với Daily NK, những người lính Triều Tiên đã cướp thực phẩm của các khu dân cư, điều này đã trở thành hiện tượng thường xuyên ở nhiều vùng ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng nếu bị bắt quả tang binh lính đôi khi còn giết người dân địa phương một số khác bị người dân bắt và giận dữ tấn công sau đó bị đánh cho tơi tả một trường hợp cụ thể là người dân ở thành phố Hoài Sơn Triều Tiên phải tìm chỗ trú ẩn khi nhìn thấy quân đoàn 12 kéo tới vì ngân khố trống rỗng cộng theo việc cấm vận nên quân đội thiếu thốn đủ thứ trong không khác gì đội quân ăn cướp những người lính đi theo từng nhóm cướp bóc khắp nơi nếu người dân phản đối, họ sẽ nổ súng. Những người lính này đi chân trần vì không có giày nên họ phải ăn cắp giày da của Trung Quốc. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, tờ Daily NK cho biết, Kim Jong-un đã cử binh lính đến biên giới Trung Quốc để xây dựng tường rào nhằm ngăn cản người dân đào tẩu. Tuy nhiên, các binh lính vì không có gì ăn mà bị bắt phải làm việc nên đã lợi dụng thời gian này để đào tẩu. Sau đó, chính quyền Triều Tiên đã cử thêm quân đoàn 7 và 10 đến giám sát nhưng ngay cả các sĩ quan cao cấp cũng giống như những người suy dinh dưỡng cả chính quyền trung ương và địa phương cũng như lãnh đạo cao hơn của quân đội đã không quan tâm đến những người lính bị suy dinh dưỡng bụng sưng phòng và chân tay như bị dính lại với nhau theo vision times các quan chức hậu cần được giao nhiệm vụ để tiếp tế cho quân đội nhưng không có gì để tiếp tế và họ cũng không nhận được sự giúp đỡ từ các địa phương hoặc từ bình nhưỡng người dân đói khổ đang chết dần chết mòn binh lính đã đói khổ như thế thì người dân càng bi đát hơn. Vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, Viện Phát triển Hàn Quốc cho biết chắc chắn rằng Triều Tiên đang trải qua một cuộc khủng hoảng lương thực lớn. Theo đó, nhiều gia đình đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực hoặc siêu dinh dưỡng. Cơ quan này chỉ ra rằng người dân Triều Tiên phải bán các tài sản cơ bản của gia đình để mua thực phẩm sản lượng cây lương thực của Triều Tiên trong năm ngoái thấp hơn 4 triệu tấn, trong khi muốn duy trì cuộc sống cho dân số gần 26 triệu người ở đất nước này thì cần khoảng 5,2 triệu tấn lương thực. Hơn nữa, tổ chức trên còn trích dẫn các nguồn tin nội bộ ở Triều Tiên nói rằng có những gia đình ở Triều Tiên mà cả nhà đều bị chết đói. Tờ The Daily Telegraph dẫn lời của ông Song jun Che, một nhà hoạt động trong tổ chức ngăn chặn thảm sát ở Triều Tiên cho biết, Chúng tôi biết được từ những người cung cấp thông tin, đó là người dân Triều Tiên đang phải hứng chịu thống khổ và họ đang chết dần chết mòn. Ông Song nói rằng, về nạn đói mà Triều Tiên đang phải trải qua, một mặt là do nhà nước quản lý kinh tế kém, mặt khác là do tiền được chi vào sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.